Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin Thời sự Biển Đông trên kênh An ninh Thế giới. Tiếp tục là những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông. Trong bản tin ngày hôm nay, An ninh Thế giới xin đặc biệt chuyển đến quý vị thông tin về thực hư cái gọi là quyền lịch sử mà Trung Quốc sử dụng để tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của quốc gia này trên biển Đông. Trước khi vào nội dung chính, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin chính ngày sau đây. Tài liệu chính thức của Trung Quốc tự bác bỏ cơ sở lịch sử của các yêu sách chủ quyền trên biển Đông. hạm đội tàu sân bay Mỹ tiếp tục các cuộc tập trận kép trên Biển Đông. Giới chuyên gia Mỹ báo hiệu chiến lược toàn diện hơn về Biển Đông. Một trong những luận điểm thường xuyên được Trung Quốc sử dụng khi đề cập về những yêu sách trên Biển Đông là những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của quốc gia này trên vùng biển đã tồn tại từ lâu đời và có cơ sở, bằng chứng lịch sử Tuy nhiên, theo một số đánh giá của các chuyên gia, chính những tài liệu và ghi chép chính thức của Trung Quốc đã tự bác bỏ những quyền lịch sử của quốc gia này trên vùng biển tranh chấp. Vào năm 2018, chủ tịch Tập Cận Bình đã có một chuyến thăm tới thủ đô Manila của Philippines với mục đích thắt chặt mối quan hệ liên minh với tổng thống Rodrigo Duterte, đồng thời hứa hẹn một chương mới trong quan hệ ngoại giao của hai quốc gia và cam kết biến khu vực biển Đông đang tranh chấp thành một vùng biển của hòa bình. Trong một thông điệp gửi tới nhân dân Philippines ngay trước chuyến đi, ông Tập đã kể lại về việc hơn 600 năm trước, nhà thám hiểm người Trung Quốc Trịnh Hòa đã nhiều lần tới thăm vịnh Manila, Visaya và Sulu trong những chuyến tam bảo thay giám hạ Tây Dương của ông. Thông điệp này ám thị rằng người Trung Quốc đã đặt chân tới quần đảo từ trước khi các hạm đội châu Âu cập bến và đặt tên quần đảo là Las Islas Filipinas theo vua Philip Đệ Tam của Tây Ban Nha. Đây cũng là cách ông Tập cần Bình gia cố những yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông dựa trên khái niệm đường lưỡi bò mà quốc gia này đã tự thân thiết lập. Nhưng vấn đề là tới nay vẫn tồn tại rất nhiều bằng chứng cho thấy Trịnh Hòa chưa bao giờ đặt chân tới quần đảo Philippines. Phát biểu trong một bài giảng dạy trực tuyến đầu tháng 7, ông Antonio Capio cho biết mọi học giả trên thế giới đều đồng thuận quan điểm rằng Trịnh Hòa chưa bao giờ đặt chân tới Philippines và khẳng định rằng giai thoại của ông Tập là hoàn toàn hư cấu. Vị cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Philippines cũng cho đưa ra một loạt những tài liệu chính thức từ phía Trung Quốc đã tự lật tẩy những quyền hàng hải lịch sử của Bắc Kinh đối với vùng Biển Đông. Qua đó, đặt ra nhiều nghi vấn về vị thế của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang ngày một leo thang. Bác bỏ những tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Cabio trình bày những bằng chứng từ Chính viện Thủy văn Hải quân của Trung Quốc ghi lại chuyến thăm của ông Trịnh Hòa đến Vương quốc Trăm tại miền Trung Việt Nam một bản dịch lỗi tiếng Trung của tên vương quốc này, sau đó đã gọi địa danh này là quần đảo Philippines. Một bài viết trong Bách Khoa Toàn Thư về lịch sử cổ đại năm 2019 cũng đã ghi lại các cuộc thám hiểm của Trịnh Hòa vào đầu thế kỷ thứ 15 tới tận những vùng đất như Ả Rập và Châu Phi. Tuy nhiên, không hề tồn tại câu chuyện nào đề cập đến chuyến thăm Philippines của vị thuyền trưởng này. Tiếp tục bác bỏ các yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc, ông Cabio đã trình bày một số bản đồ Trung Quốc cổ đại có niên đại từ 900 năm trước, từ các triều đại Tống và Đường. Tất cả các bản đồ cho thấy lãnh thổ cực nam của Trung Quốc chỉ dừng lại ở đảo Hải Nam. Ngoài ra, Hiến pháp Trung Hoa năm 1947 cũng xác định Hải Nam là phần cực nam của đất nước, đặt ra nghi vấn cho cơ sở của khái niệm đường lưỡi bò được thiết lập về sau. Sau một tuần dậy sóng vì những tuyên bố từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định hầu hết các yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông là bất hợp pháp, thì vào thứ Sáu ngày 17 tháng 7 vừa qua, hai hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đã tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận kép. Đây là hoạt động hợp tác lần thứ hai giữa hai chiến hạm tàu sân bay này trong một tháng vừa qua trên vùng biển đang tranh chấp. Theo tuyên bố chính thức từ hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, các hạm đội hàng không mẫu hạm tác chiến USS Ronald Reagan và USS Nimitz, bao gồm hơn 12.000 nhân viên quân sự Mỹ trên hai tàu sân bay và các tàu tuần dương cùng tàu khu trục hộ tống của chúng, đã hoạt động ở Biển Đông kể từ thứ Sáu ngày 17 tháng 7. Tuyên bố cho biết, hai chiến hạm tàu sân bay cùng hơn 120 máy bay, bay được triển khai đang thực hiện các cuộc tập trận phòng không chiến thuật nhằm duy trì sự sẵn sàng và thành thạo tác chiến hai hạm đội tàu sân bay đã tập trận với mức độ sẵn sàng cao nhất để đảm bảo khả năng đáp ứng mọi tình huống bất ngờ trong khu vực. Bản tuyên bố nêu rõ, sự hiện diện của USS Nimitz và Reagan ở Biển Đông hồi đầu tháng 7 đã đánh dấu lần đầu tiên hai hàng không mẫu hạm của Mỹ hoạt động cùng nhau trên vùng biển kể từ năm 2014. Cuộc tập trận đó bắt đầu vào ngày 4 tháng 7 và Trung úy Hải quân Sean Brophy của tàu Reagan vào ngày 8 tháng 7 đã cho biết rằng Mỗi hạm đội tác chiến sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ hoạt động tương ứng. Trước những động thái này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết, hành động của Mỹ nhằm mục đích thúc đẩy sự chia rẽ giữa các quốc gia, thúc đẩy sự quân sự hóa Biển Đông và phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong khi đó, đại sứ quán Trung Quốc tại Washington lại tố cáo nước Mỹ đã bóp méo sự thật và luật pháp quốc tế, gây căng thẳng tình hình trong khu vực và cố gắng gây bất hòa giữa Trung Quốc và các quốc gia duyên hải khác. Vào thứ ba ngày 14 tháng 7, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng bác bỏ gần hết mọi yêu sách chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc đối với khu vực Biển Đông. Theo nhận định của các chuyên gia, lời tuyên bố của chính quyền Mỹ có thể là dấu hiệu cho thấy Washington sẽ tăng cường nhiều hơn chiến lược và các biện pháp nhằm thách thức những yêu sách từ Bắc Kinh. Chuyên gia Grigoli Boling thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Hoa Kỳ nhận định rằng Quốc gia này đã thể hiện sự ủng hộ kiên quyết hơn đối với quyết định của tòa án trọng tài quốc tế năm 2016. Trong khi đó, Derek Grossman, một nhà phân tích của tổ chức Rand, chuyên cung cấp nghiên cứu và phân tích cho các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nói rằng động thái của Mỹ đã thể hiện sự tiến bộ hợp lý trong căng thẳng gia tăng với Trung Quốc. Tuyên bố của ngoại trưởng Pompeo là dấu hiệu mới nhất của một chiến lược tổng thể, ông Grossman cho biết đồng thời nhận định rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc từ năm 2019 sẽ tiếp tục tăng cường cạnh tranh chiến lược khi cả hai bên cùng thể hiện sự cứng rắn và khốc liệt trong cuộc chiến thương mại. Tiến sĩ Colin Coswillen là một chuyên gia tại trường nghiên cứu quốc tế S. Rararasnam, Singapore, cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng tuyên bố của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến một chiến lược toàn diện hơn của quốc gia này ở Biển Đông. Theo tiến sĩ Colin Coswillen, nước Mỹ từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu chiến lược ở Biển Đông chỉ đơn thuần thực hiện các chiến dịch tuần tra và bảo vệ tự do hàng hải và hợp tác an ninh với các đồng minh và đối thủ. Theo ông Colin, một biện pháp khác, ngoài chiến dịch tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, là Mỹ có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc. Nếu chính quyền Trump tiến hành các lệnh trừng phạt, điều này có thể đem lại kết quả, tiến sĩ Colin nhận định. Chuyên gia Poling cũng đồng ý với quan điểm này và lập luận rằng Washington hiện có cơ sở tốt để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Trung Quốc và khẳng định rằng các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp. Ông Poling đồng thời dự đoán rằng căng thẳng giữa Mỹ-Trung sẽ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng về mặt lâu dài, Washington và cộng đồng quốc tế có thể khiến Bắc Kinh tiến tới một thỏa hiệp mà toàn bộ thế giới có thể chấp nhận. Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ người phụ trách văn phòng Đông Á và Thái Bình Dương, đồng thời là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về vấn đề Đông Á, ông David Stilwell đã tuyên bố rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp đặt lệnh trừng phạt để nhắm tới các động thái của các quan chức Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Không có biện pháp nào là không được cân nhắc tới, ông David Stilwell tuyên bố. Phát biểu trực tuyến trước Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, vị trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Giờ đây là một thời điểm thích hợp để thực hiện những biện pháp này và cho rằng lệnh trừng phạt sẽ là thứ ngôn ngữ rõ ràng, hữu hình và được Trung Quốc hiểu rõ. Được biết, trong những đạo luật cấm vận và trừng phạt đối với Trung Quốc vào năm 2017 và 2019, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tập trung vào việc Trung Quốc liên tiếp nạo vét, xây dựng và quân sự hóa các thực thể trên Biển Đông và Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép. Dựa trên tuyên bố của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell Ông Bernie Glasser, cũng là một chuyên gia của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết các đối tượng có thể bị Mỹ trừng phạt là các công ty nhà nước Trung Quốc quản lý tàu khảo sát. Bất kể đối với quốc gia nào, Bắc Kinh cũng ngày càng mong muốn đặt yêu sách, cưỡng chế và kiểm soát. Vì bản chất của dân tộc, Trung Quốc không thể chấp nhận một thế giới đa nguyên với các quyền tự do cơ bản của từng cá nhân ông Stilwell tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng can dự của Hoa Kỳ vào khu vực chỉ đơn thuần nhằm mục đích thực thi luật hiện hành. Đây là một sự dọn dẹp, đây là thứ mà chúng ta đáng lẽ phải làm từ lâu, theo lời tuyên bố của vị trợ lý ngoại trưởng. Ông Stilwell cũng đã nhắc lại về phán quyết của Hội đồng Tòa án Thường trực Quốc tế vào năm 2016 giữa Philippines và Trung Quốc. Một phán quyết mà theo ông, Bắc Kinh đã hoàn toàn phớt lờ và coi như một mẩu giấy vụn. Những lời bình luận của ông Stilwell được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày 13 tháng 7 đã lên tiếng công kích và khiển cách những chiến dịch áp bức và uy hiếp của Trung Quốc trên Biển Đông. Không chỉ thu hút được sự ủng hộ từ giới quan sát, các chuyên gia, các tướng lĩnh quân đội và đặc biệt là các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, lời tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo về Biển Đông còn thu hút được sự hoan nghênh từ những cộng đồng dân trài dọc bờ biển quần đảo Philippines. Sony Herola vẫn còn nhớ những ngày anh ta đánh bắt được nhiều hải sản hơn giờ đây. Đó là một vài năm trước khi anh ta còn được tự do đánh bắt trong đầm phá gần bãi cạn Scarborough. Chỉ cách thị trấn Masilok, tỉnh Jambales, nơi anh ta sinh sống 120 hải lý. Điều này đã thay đổi từ khi các chiến hạm Trung Quốc tới và kiểm soát khu vực vào năm 2012. Giờ chúng tôi phải tránh các con tàu cỡ lớn của Trung Quốc. Chúng tôi biết chúng tôi không thể đọ với chúng, nên chúng tôi phải tránh ra xa, anh Hirola cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng các yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông là hoàn toàn bất hợp pháp, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ của Washington đối với các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam cho những quyền vốn có của các nước đối với những khu vực kinh tế độc quyền trên vùng biển. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana ủng hộ thông điệp của vị ngoại trưởng Mỹ và nhấn mạnh rằng Trung Quốc nên tuân theo phán quyết năm 2016 khi chính phủ Philippines thắng kiện Trung Quốc tại Tòa án Thường trực Quốc tế tại The Hague. Tuy nhiên, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Trung Quốc là một quốc gia hùng mạnh hơn nhiều so với quốc đảo này và không muốn mạo hiểm chiến tranh. Đối với nhiều người, tranh chấp Mỹ-Trung là một cuộc xung đột giữa hai siêu cường quốc hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tại những làng trài dọc bờ biển Philippines, địa chính trị không phải là vấn đề những người dân để tâm tới. Đối với hàng triệu người Philippines sống trong các cộng đồng ven biển, an ninh lương thực mới là trung tâm của các cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Một người bán cá tại một làng trài tỉnh Zabales cho biết trước đây cô thường được nhận hàng thùng cá. Giờ đây, các ngư dân chỉ bán cá theo con, và cần tới 5 ngư dân để cung cấp đủ lượng cá bán trong một ngày. Và trong khi đó, giá hải sản đã tăng gấp 3. Nhiều người Philippines cảm thấy chớ trêu khi họ sống trên một đất nước giàu tái nguyên hải sản, song phần lớn trong số họ lại không thể thường xuyên chi trả cho một kg cá. Họ hoan nghênh sự ủng hộ của chính phủ Mỹ với một sự lạc quan nhất định. Nhưng biết rõ rằng sự giúp đỡ trước tiên cần phải đến từ chính phủ của họ. không chỉ liên tục công kích Trung Quốc trên các phương tiện như quân sự, ngoại giao và truyền thông. Giờ đây, Hải quân Mỹ đã tìm đến mạng xã hội, cụ thể là Instagram, để đăng tải những bức ảnh chế, chỉ trích Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Tài khoản Instagram chính thức của Hải quân Mỹ chứa đầy những bức ảnh tuyệt đẹp chụp các lực lượng Hải quân đang thi hành công vụ, hình ảnh của các thủy thủ, các chiến hạm, tàu ngầm và nhiều khí tài không quân khác nhau. Tuy nhiên, thỉnh thoảng giải rác giữa những bức hình này là một vài tấm ảnh chế, với một vài trong số đó có nội dung liên quan tới tình hình Biển Đông hiện tại. Thứ ba ngày 14 tháng 7, sau khi công bố tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức bác bỏ nhiều yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông và lên án các nỗ lực tự thực thi những yêu sách này của Bắc Kinh, tàu khu trục USS Rap Ronson đã tiến hành một chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa ngay sau chiến dịch tự do hàng hải này hải quân hoa kỳ đã đăng tải một bức ảnh chế lên instagram bức ảnh chụp hai bố con đang trò chuyện với nhau người bố đội chức mũ của thủy thủ hải quân mỹ người con hỏi bố tại sao chị gái cậu ta lại tên là hồng người bố nói rằng đó là vì bố mẹ rất thích hoa hồng cảm ơn bố người con đáp lại người bố trả lời rằng không có gì chiến dịch tự do hàng hải ạ à. tài khoản hải quân mỹ kết lại bài đăng với dòng chữ chúng tôi thích điều đó Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự biển Đông của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký trên kênh An ninh thế giới để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình biển Đông cũng như các tin tức quốc tế cập nhật quan trọng khác. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.